Đối tác là một mắt xích vô cùng quan trọng của việc xây dựng và phát triển công viên địa chất non nước Cao Bằng. Trong suốt 4 năm vừa qua, Ban Quản lý Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng luôn nỗ lực tìm ra những đối tác phù hợp cho sự phát triển bền vững, đồng thời cùng với họ nâng cấp, phát triển ngày một hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, đặc biệt là mang lại nhiều lợi ích cho chính họ, người dân, những người canh giữ tài sản thiên nhiên, văn hóa quý báu và làm cho nó ngày càng sinh sôi nảy nở. Ngoài những chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cả về lý thuyết và thực tế ở trong tỉnh, các chương trình tham quan, học hỏi nội bộ lẫn nhau. Năm 2021, Ban Quản lý Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng đã tổ chức chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm cho hệ thống đối tác tại tỉnh Hà Giang, mang lại rất nhiều kết quả cho sự thay đổi tư duy và mở mang thêm các hình thức làm du lịch cộng đồng. Năm nay, Ban Quản lý tiếp tục đưa các đối tác là các chủ nhà hàng, khách sạn, homestay, đơn vị lữ hành, người dân tại các làng nghề tại Cao Bằng tham gia chuyến học tập trải nghiệm tại Hà Nội và Hòa Bình. Chuyến đi lại tạo thêm những ý tưởng mới, nguồn động lực mới, cách làm mới cho người làm du lịch tại Cao Bằng. Trong chuyến đi lần này, trọng tâm là kết nối người dân tại làng giấy Bản Lìa Trên, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa với các làng nghề làm giấy truyền thống tại Hòa Bình và một số cơ sở sản xuất sản phẩm giấy gió tại Hà Nội. Đây là nghề làm giấy gió truyền thống của người Mường tại xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nghệ nhân Nguyễn Xuân Trúc, người nổi tiếng trong làng, chia sẻ kỹ thuật tạo ra giấy thủ công chất lượng và cách xeo giấy khổ lớn. Đây cũng là hộ dân có sản lượng giấy lớn nhất làng. Hiện nay cơ sở của ông Trúc sản xuất giấy gió theo các đơn đặt hàng với số lượng lên đến hàng nghìn tờ. Giá cũng được chia thành nhiều loại, tùy theo độ dày mỏng của giấy, từ 10 đến 15.000 đồng một tờ. Nhiều thời điểm, cơ sở không kịp sản xuất do nguồn nguyên liệu không có sẵn và khó tìm. Ngoài các tỉnh miền Bắc, vào các dịp giáp Tết, giấy gió của người Mường Suối Cỏ còn được các công ty lữ hành, du lịch khu vực miền Trung, miền Nam và các cá nhân doanh nghiệp nước ngoài như Nhật Bản, Pháp tin tưởng lựa chọn sử dụng cho giá trị thẩm mỹ cao. Đại diện các hộ làng giấy Bản Dìa Trên, Phúc Sen cũng thực hành cách xeo giấy của làng giấy gió tại đây và trao đổi về cách làm thủ công của làng mình. So với khổ giấy ở đây thì tại làng nghề giấy Bản Dìa Trên, khổ giấy nhỏ hơn nhiều nhưng chất lượng cũng tương đương. Hỏi kinh nghiệm được nhiều thứ lắm, kiểu nó làm khác mình nhiều thứ, làm bất khổ to hơn mình ấy. Cái khuôn mình chưa có về, cái khuôn này nó khác, mình cũng hỏi tìm tòi mua khuôn này về, mình cũng cố gắng làm cho nó đẹp hơn sản phẩm mình. Và mình cũng mong muốn là cái sản phẩm mình sau này làm được tốt thì kết nối với họ giúp mình tiêu thụ được sản phẩm, mình rất là cảm ơn. Trước đó, Ban Quản lý Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng kết nối làng làm giấy Bản Dìa Trên Phúc Sen với cơ sở Gió Project Hà Nội. Lãnh đạo Ban Quản lý Công viên Địa chất cùng các nghệ nhân làng làm giấy Bản Dìa Trên đã làm việc với bà Trần Hồng Nhung, giám đốc cơ sở Gió Project, trao đổi về việc hợp tác, bảo tồn, phát triển nghề làm giấy truyền thống theo hướng phát triển bền vững và tìm đầu ra tăng thu nhập cho người dân. Bà Nhung cũng đã xem sản phẩm giấy của làng giấy Bản Dìa Trên và đánh giá cao về chất lượng. Tuy nhiên, cơ sở này cũng đưa ra sự quan tâm về sản lượng lớn mà làng có thể đáp ứng nếu hai bên có thể hợp tác với nhau. Đây cũng là điều mà người dân và Ban Quản lý Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng sẽ quan tâm tìm ra giải pháp. Trong thời gian tới, Ban Quản lý sẽ phối hợp với cơ sở Gió Project lên khảo sát, đánh giá hiện trạng, tiềm năng của làng nghề giấy Bản Dìa Trên. Trên cơ sở đó sẽ triển khai các hoạt động tập huấn, ký kết phát triển làng nghề. Ngoài ra, các vấn đề kỹ năng điều phối và giám sát các hoạt động du lịch cộng đồng cũng là một vấn đề mà Ban Quản lý Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng đặc biệt quan tâm và mong muốn các đối tác sẽ học hỏi được nhiều từ các địa phương khác. Tại làng du lịch cộng đồng Bản Lát, xã Triềng Châu, Mai Châu, đoàn đã tham quan và đặc biệt, Ban Quản lý Hợp tác xã du lịch Mường Lát đã chia sẻ với Ban Điều phối và Giám sát hoạt động du lịch Khuổi Ky, Đàm Thủy về chia sẻ lợi ích cộng đồng. Đến điểm dệt thổ cẩm và dịch vụ Triềng Châu, sau khi tham quan xưởng dệt và các sản phẩm phong phú của xưởng, đoàn đối tác Công viên Địa chất đã được chị Vi Thị Oanh, Phó Giám đốc Hợp tác xã chia sẻ kinh nghiệm phát triển làng nghề và chia sẻ quyền lợi giữa các thành viên.
Cao Bằng cũng có nhiều nghề thủ công truyền thống mới bắt đầu bước những bước đi đầu tiên trong quá trình làm du lịch, rất cần được tham khảo và học tập. Xem thấy đẹp, chị cũng muốn về cũng là làm lại thay như đồ thủ công của chị ấy, để muốn làm mới thêm để đẹp hơn là bán cho khách. Trong chuyến đi này tôi rất là ấn tượng với lại bản mắt ở Mai Châu ạ. Và ở đấy thì là các hộ kinh doanh homestay với nhau ấy, họ kết nối với nhau và các hộ đấy là họ kết nối này, rồi là liên kết với nhau và làm rất tốt cái dịch vụ về homestay và đón tiếp khách. Thì họ chia sẻ lợi ích với nhau rất là nhiều. Và ở đấy họ có về cái giá cả, ở dịch vụ, tất cả mọi thứ đấy là họ đều niêm yết giá và không hề có phá giá này. Ngoài ra họ còn bảo tồn được cái nghề truyền thống, đó là nghề dệt. Và ở đấy là họ tạo điều kiện cho các chị em trong xóm ấy thì là có thêm thu nhập và giữ gìn bảo tồn được cái nghề dệt. Trong chuyến đi này, các thành viên mạng lưới công viên địa chất non nước Cao Bằng đã tham quan, học tập, phát triển du lịch bền vững tại làng cổ Đường Lâm, ngôi làng cổ đầu tiên được nhà nước trao bằng di tích lịch sử quốc gia. Các thành viên đối tác đã được tham quan những ngôi nhà kiến trúc cổ, bức tường đá ong, những nét văn hóa của làng quê Bắc Bộ và các di tích nổi tiếng như đình làng Mông Phụ, chùa Mía, đền thờ Phùng Hưng, lăng và đền thờ Ngô Quyền. Các thành viên đối tác đã học tập về cách thức liên kết cùng phát triển các hộ kinh doanh du lịch, việc ứng xử và bảo vệ không gian văn hóa, lịch sử truyền thống, việc gắn ẩm thực đặc sản của Đường Lâm với khai thác các điểm tham quan của làng. Ngoài ra, cũng tìm hiểu về cách bài trí các homestay. Xây dựng lại để đặt ở đây, trí ở đây, mọi người các anh chị mình ở đây. Và rất mong muốn có dịp sẽ ở tại homestay. Về ở Đường Lâm thì là, ở đấy thì là tác xã thanh niên họ cũng làm rất là tốt. Và tôi có đi qua tham quan thì là họ vẫn giữ nguyên được những ngôi nhà rất là lâu lâu năm tuổi, nhà cổ đấy ạ. Và khách đến tham quan ấy thì là họ vẫn như một số hộ là họ có cái nghề truyền thống là làm bánh chè lam hay là nghề làm tương ấy, thì khi khách đến tham quan thì họ lại kết hợp bán, họ làm và họ bán được thì là cũng tạo một cái nguồn thu nhập cho gia đình sinh sống. Ngoài ra thì ở đấy thì là có nhà thì họ sẽ là bán cà phê, có nhà thì họ làm homestay và có nhà họ làm cơm, thì họ đã liên kết chia sẻ với nhau rất là nhiều. Tôi cảm thấy là sau chuyến đi này mình học hỏi được nhiều lắm. Tôi mong muốn là về thì là ở như ở Khuổi Ki thì là bà con trong bản sẽ chia sẻ với nhau về lợi ích với nhau như những nơi mà mình đi học hỏi bây giờ. Có thể thấy sự nỗ lực lớn của Ban Quản lý Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng trong việc trực tiếp bắt tay vào triển khai các kế hoạch đã đề ra với hệ thống đối tác là rất thiết thực. Trong kế hoạch đã đề ra, mỗi năm Ban Quản lý sẽ nỗ lực tổ chức ít nhất một chuyến học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn. Thêm vào đó, kết nối trực tiếp với người dân tại các đơn vị kinh doanh du lịch tại các tỉnh khác và cùng người dân giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cùng với họ tạo nên chiếc cần câu cá, chứ không phải trao cho họ con cá. Thời gian tới sẽ còn nhiều chương trình khơi thông sự kết nối của hệ thống đối tác tại Cao Bằng, tạo nên một mạng lưới mạnh, vững chắc cho sự phát triển của du lịch Cao Bằng.